Cô dâu Trung Quốc sốc nói, thì ra Việt Nam ngồi dưới đất ăn cơm không phải là do nghèo mà là vì lý do này. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Netizen React. Như các bạn cũng đã biết, ở Trung Quốc, người dân không sử dụng YouTube và Google như chúng ta. Họ chỉ có thể lên những mạng nội bộ như là Weibo hoặc Douyin để chia sẻ những thông tin về thế giới bên ngoài. Đặc biệt là những video liên quan đến Việt Nam, video nào cũng thu hút nghìn view. Chẳng hạn như thời gian gần đây trên mạng Douyin đã thường xuyên xuất hiện những video bàn tán về một nét văn hóa độc lạ của Việt Nam chúng ta. Cụ thể, người Trung Quốc thắc mắc rằng, tại sao người Việt Nam lại ngồi bệt dưới đất ăn cơm? Một số dân mạng Trung Quốc cho rằng người Việt Nam quá nghèo, không có tiền để mua bàn ăn. Một số người khác thì khẳng định đây là thói quen từ thời chiến tranh, ngồi bệt để trốn. Nói chung là muôn vàn cách lý giải hết sức ngớ ngẩn. Cho đến khi mới đây, một cô gái người Trung Quốc lấy chồng Việt Nam đã đăng tải một video lý giải tất cả. Cô ấy cho biết tất cả những gì người Trung Quốc đang bàn tán là sai hoàn toàn. Vậy cô gái này đã nói gì và cộng đồng mạng Trung Quốc có đồng tình hay là không? Xin mời các bạn cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Đây chính là video của cô gái mình vừa nói đến. Cô ấy tên là Ayu, một cô gái Trung Quốc đã làm dâu Việt Nam được 3 năm. Trong video này, cô bạn đã quay lại hành trình một ngày làm dâu ở Việt Nam, chuyện ăn uống ở Việt Nam và lý giải lý do vì sao người Việt Nam ngồi bệt ăn cơm. Video có tiêu đề Lý do thật sự tại sao người Việt thích ăn trên sàn. Cụ thể cô ấy đã nói gì thì ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Xin chào các bạn, tôi là Ayu, con dâu Việt Nam đây. Nhiều bạn thường nói tại sao chúng tôi không có bàn ăn ở nhà. Hóa ra nhà của mẹ chồng tôi có một cái bàn ở đây để ăn, nhưng chúng tôi thích ngồi ăn trên mặt đất hơn. Thời tiết ở Việt Nam tương đối nóng, thật là tuyệt khi được ngồi trên mặt đất như vậy. Nó làm chúng tôi cảm thấy thoải mái và thuận tiện. Không phải chúng tôi không có bàn, chúng tôi có rất nhiều nhưng vẫn chọn ngồi dưới đất. Vì vậy nếu nói Việt Nam nghèo nên mới ăn dưới đất là không phải. Những dịp có cỗ, tiệc, chúng tôi vẫn ngồi trên bàn mà. Vì vậy, tôi muốn nói rằng cuộc sống là khác nhau ở mỗi nơi. Bạn không thể áp đặt rằng chúng tôi không có bàn ăn chỉ vì chúng tôi ngồi ăn dưới mặt đất. Chắc chắn ngồi ăn trên bàn đã có những món ăn ngon như của Việt Nam. Mong các bạn hãy tôn trọng tất cả những nét văn hóa trên thế giới. Vừa rồi là những chia sẻ của cô gái Trung Quốc đang làm dâu ở Việt Nam. Được biết, cô ấy đã ở Việt Nam được 3 năm rồi, nên rất hiểu biết về phong cách ăn uống cũng như nét văn hóa thú vị của Việt Nam. Những điều mà Ayu vừa nói khác hoàn toàn với những gì mà netizen tưởng tượng và nói xấu bấy lâu nay. Vậy sau khi nghe Ayu nói rằng cư dân Trung Quốc sẽ đồng tình mà quay xe hay lại cãi chay cãi cối một cách cố chấp nữa đây? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lướt xuống bên dưới phần bình luận xem netizen nước này đã nói những gì nhé. Tốt nhất bạn nên học thêm tiếng Trung và tìm hiểu thêm lịch sử. Việt Nam là lãnh thổ của Trung Quốc, phong tục, tập quán đều được truyền từ Trung Quốc sang, vì vậy đừng đảo ngược những gì bạn đã nói. Trung Quốc cũng ngồi ăn dưới đất thời cổ đại, mãi đến thời nhà Tống thì Trung Quốc mới phát minh ra bàn ăn. Việt Nam mới giành được độc lập từ thời nhà Tống của Trung Quốc nên không thay đổi được thói quen ăn uống dưới đất của Trung Quốc. Cách ăn của người Việt cũng giống như người Trung Quốc, vì phần lớn người Việt là con cháu của người Trung Quốc. 600 năm trước, Trung Quốc và Việt Nam là một nước, còn Việt Nam là nước giao chỉ của Trung Quốc. Tôi thấy người Việt Nam ngồi trên sàn ăn non nê, ngoài đồ ăn còn nhìn thấy cả đôi chân của mình, thật kinh tởm. Hoàn toàn không có thị trường bàn ăn tại Việt Nam, đừng ai đem những chiếc bàn xinh đẹp sang Việt Nam để buôn bán vì sẽ không có ai mua. Ăn uống mà mất vệ sinh thế này à? Tôi nên làm gì nếu bàn chân có mùi hôi? Bạn sẽ không ăn à? Người Việt là nô lệ, họ chỉ được ăn trên sàn chứ không bao giờ được ăn trên bàn. Nhiều người trong số họ có phong tục sinh hoạt giống như các dân tộc thiểu số Trung Quốc của chúng ta, đó là những dân tộc cấp bậc thấp và không chịu tiến hóa. Bởi vì trong quá khứ có nhiều chiến tranh, ăn trên mặt đất khi chiến đấu trên núi không dễ bị lộ. Còn Trung Quốc không có chiến tranh nên chúng ta ăn uống theo phong cách hiện đại của phương Tây. Những thói quen xấu phải thay đổi, Việt Nam phải học tiếng Trung, biết hưởng thụ và theo đuổi những thói quen sống tốt của Trung Quốc. Người Nhật có thói quen quỳ xuống sàn khi ăn, người Nhật và Việt Nam kém tinh tế như nhau. Chỉ có người Việt Nam mới làm được điều này vì họ có thân hình thon gọn nên có thể ngồi trên mặt đất và ăn uống thoải mái. Còn người Trung Quốc bụng quá to, nếu ngồi sẽ không hít thở nổi. Dường như chỉ có Trung Quốc trong vòng văn hóa nho giáo là không ngồi bệt xuống đất để ăn. Nhật Bản và Hàn Quốc chẳng phải đều dùng bàn thấp sao? Người Trung Quốc có cốt cách hoàng gia hơn các nước khác. Tôi đã từng sống ở Việt Nam 6 tháng. Thành thật mà nói, chỉ một số gia đình Việt có thói quen ngồi ăn dưới sàn. Không phải gia đình Việt nào cũng như vậy. Hiện nay ở các thành phố ở Việt Nam có rất ít gia đình Việt thành thị ngồi ăn dưới sàn. Nhưng sau một thời gian sống ở đó, tôi lại nghiện ngồi ăn dưới đất, cảm thấy vui hơn. Vấn đề là bàn chân ở cạnh thức ăn, dù không ảnh hưởng đến vệ sinh nhưng tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy chân mình. Người nghèo chỉ biết ăn đủ sống, ngồi ăn một cách tầm thường chứ không nghĩ cách để mình sang trọng hơn. Việt Nam thuộc chủng tộc Nam Á và gen người của nước này gần với gen của các đẳng cấp thấp ở Ấn Độ. Ngồi dưới đất ăn là đúng với đẳng cấp của họ.
Người Trung Quốc chúng ta ăn uống rất gọn gàng và chú trọng vào phong thái ăn uống. Người Trung Quốc ăn rất sang, tự hào là người Trung Quốc. Ngồi dưới đất, nếu bạn là một người béo nặng vài trăm cân thì sao? Nếu bạn ngồi xuống sàn ăn, các loài động vật như gà, chó sẽ lao tới ăn và làm bẩn bát đĩa. Người Trung Quốc thường không ngồi trên sàn để ăn. Tốt hơn hết là nên sử dụng đồ ăn nhanh, dọn bàn ăn để hợp vệ sinh hơn, hình thành thói quen của Việt Nam để sau này hòa nhịp được với Trung Quốc. Phong tục tập quán của Việt Nam cũng giống nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc. Chẳng trách nơi đây từng là lãnh thổ của Trung Quốc và thói quen sinh hoạt của họ và chúng ta rất giống nhau, không có nhiều khác biệt. Khi tôi chỉ đang ăn, tôi không thích gắp đồ ăn cho người khác và tôi cũng không thích người khác gắp đồ ăn cho mình. Điều này giống hệt Việt Nam. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe một số bình luận rất đáng chú ý đến từ netizen Trung Quốc. Có thể thấy rằng dù đã nghe cô gái Trung Quốc giải thích, cư dân mạng nước bạn vẫn tỏ ra không mấy hài lòng. Họ đã thi nhau dùng hết lý lẽ này cho đến lập luận khác để chê bai phong cách ăn uống của Việt Nam, đạp người khác xuống để nâng mình lên. Đó giống như là một thói quen ăn sâu vào máu của họ thì phải. Vâng, nếu netizen Trung Quốc đã thật lòng muốn biết thì chúng tôi cũng xin thẳng thắn trả lời. Ai bảo Việt Nam nghèo mới ngồi dưới đất? Ai nói Việt Nam học phong tục của Trung Quốc? Ai bảo Việt Nam kém cỏi không sản xuất nổi cái bàn để ngồi? Tất cả sai hết rồi. Đơn giản vì ngồi dưới đất mát mẻ, thoải mái, dễ gắp đồ ăn và cảm thấy ấm cúng, vui vẻ hơn khi ăn cơm cùng gia đình. Và cũng do đây là một nét truyền thống cha truyền con nối. Hồi bé ông cha chúng tôi đã ngồi ăn như thế đấy, nên ngày nay chúng tôi cứ ngồi dưới đất ăn, chả có vấn đề gì đáng sợ cả. Ngồi đất khoanh chân ăn cơm không chỉ là một nét đẹp truyền thống, ít người biết rằng nó còn là một tư thế mang tới nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhất là hệ tiêu hóa nữa đấy. Có thể nói một cách dễ hiểu là sự chuyển động qua lại khi chúng ta gắp thức ăn ở tư thế này giúp cơ bụng tiết ra các chất tiêu hóa. Nhờ đó mà việc tiêu hóa thức ăn diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, tư thế này còn cho phép tâm trí của bạn bình tĩnh, lực đè lên xương sống phía dưới tạo điều kiện thuận lợi cho việc thư giãn. Đồng thời, tư thế này còn giúp các cơ có cơ hội được căng giãn và hạn chế nguy cơ bị cao huyết áp. Khá là bất ngờ đúng không ạ? Đọc những thông tin này trên báo, mình thực sự muốn dẹp ngay bộ bàn ăn và từ nay duy trì lại thói quen cũ là trải chiếu xuống sàn, xong ngồi khoanh chân. Không nghĩ một tư thế nhỏ thôi mà lại có nhiều lợi ích đến như vậy. Bảo sao các cụ ngày xưa khỏe thế, nhiều người 60-70 tuổi rồi mà vẫn còn làm việc đồng áng bình thường. Nhưng mình nghĩ rằng nhiều người Việt Nam chúng ta hãy ngồi dưới đất ăn cơm mà không biết đến mấy lợi ích này. Ngày nay thì không phải gia đình nào cũng ngồi đất khoanh chân ăn cơm nữa mà nhiều nhà đã dùng bàn ăn để thay thế. Và việc ngồi dưới đất khoanh chân khi ăn cơm dường như chỉ còn ở những gia đình ở vùng nông thôn. Nhiều đứa trẻ thành phố giờ còn không hiểu quy tắc này. Tuy nhiên mình tin rằng sau khi xem video ngày hôm nay, các bạn sẽ thêm yêu quý nét văn hóa ngồi bệt ăn cơm của Việt Nam. Còn các bạn nghĩ gì sau khi xem video này? Chắc các bạn cũng có những suy nghĩ riêng đúng không nào? Vậy hãy chia sẻ bên dưới phần bình luận cho chúng mình cùng biết nhé! Nếu bạn thích video này thì hãy cho tụi mình một like và đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nha! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.